Chào tất cả anh em, mình lại lên tiếp con rùa bông lai một phong cao mạ vàng, còn đầy đủ hộp sổ. Tình trạng là hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là đẹp, không cứng móc, không chày xước gì hết đó. Trên 95% nha. Con này vân xéo xéo, kẻ ngang ngang này. Nói chung mấy cái vân này xài thì rất là khó chày, nói chung mà xài đừng bỏ chung với chìa khóa rồi gì thì rất là khó trời. Tình trạng còn rất là đẹp nha. Anh em mua hàng vui lòng xem kỹ video giúp mình nha. Các cạnh còn sáng bóng nha. Cái góc đẹp hồng của cánh nha. Hình ảnh chi tiết và giá bán mình để trong phần mô tả nha. Giá bán mình để trong đó luôn, giá bán công khai, không có inbox rồi gì hết. Anh em thấy thích thì cứ alo cho mình nha. Con này thì nó lại không có đóng cái mộc 20 mi lông, nó còn đóng còn không nha. Không hiểu tại sao đâu. Lại một thì không có tiếng đâu nha anh em. Rồi, mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.